Happy birthday. Dạ, con nhìn kìa. Nhìn đây, xem đây. Con nhìn con cười đấy, con nhìn con cười đang quen. Bí nè, nhìn bí cười thành ra là cười lắm. Hình đó, mẹ đi chụp hình đó nha. Đây rồi. Nè, nhìn đây nè, nhìn đây, nhìn bí kìa đó. Đó, nhìn bí kìa. Chụp hình nét đi. Cười lên, xem đây. Cười. Cười lên. Con làm duyên đi, con làm duyên đi. Nè, con làm duyên đi nè. Con nhìn đi nè, nhìn đang chút nó chớp đèn á. Nhìn coi chừng nào nó chớp đèn nha. Cười lên. Cười lên, cười lên. Con nhìn nó kỳ hoài. Từ đây nhìn đây. Sao ra đây kìa, nhìn nó kia kìa. Nhìn nó chụp hình kìa. Nhìn nè, chút nó ra hình này nè. Lẹ. Cười, ừ, cười lên, cười lên, con cười lên. Nhìn đây nè, nhìn đây nè, nhìn đây mày, nhìn mày bơi nè, Nãy cho Suri đứng. Thôi. À, đưa tấm này cho bác chơi đi. Coi lên mẹ con. Học chi tí đó. Nhìn đây, mượn ngay. Mượn mẹ. Ghê à? Nào để xuống. No. Bà đâu cho anh ta coi chứ. Đâu khoe đi, khoe bì đưa ra tao mới thấy. Hello, Bi mới vừa về tới nhà. Hôm nay là sinh nhật anh rể nên là cả nhà đi ăn buffet. Chỗ đó thì nó cũng rẻ cho nên là nó đông lắm, với lại tại vì nó có càng ghẹ hả ta, ghẹ nó rất là dài và ngày nào hầu như ngày nào nó cũng có. Thì chủ yếu là tới đó để ăn cái đó để mà không có sợ bị lỗ á. Nhưng mà Bi thì không biết tại sao mà Bi không có hảo cái càng ghẹ đó nên là Bi ăn mấy cái khác. Nhưng mà cái đồ ăn ở đó thì đa số là của người Tàu á, nên là lâu mình ăn một lần thôi chứ ăn nhiều cũng ngán tại vì cũng dầu mỡ nhiều á. Thì đó, hôm nay thì Bi đi làm bình thường rồi đi về rồi Bi chạy thẳng qua nhà mẹ Bi rồi tắm rửa bên đó, tại Bi có đem đồ theo rồi thuê tắm rửa rồi đi ăn rồi bây giờ mới về. Anh Khoa thì anh Khoa không có ở đó tại vì anh Khoa phải đi làm. Anh Khoa làm từ buổi trưa cỡ 1-2 giờ trưa đến tối khoảng 9-10 giờ, có khi 11 giờ mới về tới nhà, nên là nhiều khi tiệc tùng này nọ thì không có bao giờ mà thấy mặt anh Khoa đó. Nên là cũng tội nghiệp lắm. Nhưng mà công việc mà mình đâu có thể nào mà mình muốn cái nào thì được cái nấy đâu, nên là cũng phải chấp nhận thôi. Có chơi có chịu. Bây giờ thì Bi sẽ đi thay đồ thôi, tại vì Bi tắm rồi. Thông thường thì Bi về Bi lúc nào cũng phải đi tắm xong rồi mới đi ngủ. Nhưng mà hồi nãy có tắm rồi nên là chỉ thay đồ rồi. Anh Khoa mới về nên là Bi sẽ đi hâm đồ ăn cho anh Khoa ăn. Rồi Bi sẽ edit video tiếp, vì trong tuần này thì Bi chỉ mới có up có một cái video cho cái vlog channel của Bi, còn cái channel chính nó đang bị mất mail nên là phải edit nốt những cái video để mà up lên cái channel chính. Thì đó là những gì tất cả mà hôm nay Bi làm.
Hello các bạn, bây giờ thì Bi đang trang điểm nhưng mà Bi cũng muốn nói chuyện với các bạn á, nên là các bạn đừng có chê cái mặt mộng này nha. Bi có đọc một số cái comment mà các bạn ghi ở phía dưới những cái video trước á, thì có một chủ đề mà Bi cũng muốn nói lâu rồi, đó là tại sao chị ở Mỹ nhưng mà chị lại nói tiếng Việt hay vậy? Rồi tại sao Suri lúc nào cũng nói tiếng Việt? Thì ra Bi cũng muốn chia sẻ với các bạn là bản thân Bi là người Việt, nên là khi mà mình ở bất cứ đâu thì đặc biệt là tiếng Việt mình sẽ không bao giờ quên. Bởi vì cái đó cũng là một cái điểm cộng cho mình khi mà mình ra xã hội, mình biết được nhiều thứ tiếng thì nó hoàn toàn tốt hơn. Hoặc là như Bi đi làm, vào chỗ làm thì lúc nào cũng nói tiếng Anh, nhưng mà thỉnh thoảng có một số bệnh nhân họ là người Việt, họ cần cái sự giúp đỡ và họ không biết nói tiếng Anh, thì lúc đó thì những cái người làm ở trong đó thì họ biết là ồ, Bi biết nói tiếng Việt, thì họ nhờ Bi thông dịch khi mà họ hỏi về bệnh tình của bệnh nhân như thế nào á, thì Bi có thể là giúp họ nói cho những cái người đó biết là họ bây giờ tình trạng của họ như thế nào và họ cảm thấy như thế nào, họ có khỏe không. Thì Bi nghĩ nếu như mà biết càng nhiều thứ tiếng thì càng tốt. Bi á thì bây giờ Bi cũng lớn rồi, nhưng mà Bi cứ nghĩ là cảm thấy là tiếc á. Phải chi hồi nhỏ mình học nhiều thứ tiếng hơn thì bây giờ mình có lẽ mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Thì đó là cái ý nghĩ riêng của Bi. Với lại khi mà Bi qua Mỹ á, thì lúc đó Bi cũng 14 tuổi rồi chứ không có còn nhỏ nữa. Và ở nhà thì lúc đó thì mẹ Bi cũng qua chung với Bi, nên là ở nhà toàn là nói tiếng Việt không à. Với lại ba Bi cũng nói là ở nhà thì không có nên nói tiếng Anh. Và Bi cũng cảm thấy là đúng thôi, bởi vì cái đó là cái hạnh phúc trong gia đình, nên là mỗi khi về nhà là toàn nói tiếng Việt không à. Nhưng mà nhiều khi mình nói chuyện có một số cái từ mà mình chen vô tiếng Anh thì cái đó không có thể nào tránh khỏi cả. Tại vì có lẽ là cái nghĩa của tiếng Anh á, nó thu gọn vào trong một cái một từ. Nhiều khi mình không có kịp suy nghĩ ra cái từ tiếng Việt, mình nói bẵng ra từ tiếng Anh, nên là cái đó cũng là bình thường thôi. Đối với những người ở bên này thì rất là bình thường. Và hồi xưa khi mà Bi mới qua đây và vô trường học á, tiếng Anh là hoàn toàn là không biết luôn. Mặc dù là ở Việt Nam có học, nhưng mà qua đây á, cái cách phát âm của nó rất là khác với lại bên Việt Nam, nên là mình bỡ ngỡ luôn. Nhiều khi người ta nói gì mình chả có hiểu gì đó. Khi mà Bi vào lớp á, thì có gặp một bạn con gái người Việt Nam. Lúc đầu thấy bạn nói chuyện thì nói giọng lớn lớn tiếng Việt á, nên là Bi nghĩ là ồ, chắc là sinh đẻ ở đây nên là mới không có nói rành tiếng Việt. Sau khi mà nói chuyện này nọ, hỏi chuyện này nọ thì Bi mới phát hiện ra là cái bạn đó mới qua đây có một năm. Trời ơi, một năm mà nói chuyện lớn rồi, kinh thật. Lúc đó trời ơi, Bi hả, trong lòng Bi á như là khó chịu, bực bội, như là tức á. Nó là tại sao cũng là người Việt mà tại sao lại giống như là phải làm vậy làm chi, đúng không? Tại vì thấy người ta khó khăn thì giúp đỡ thôi, còn bày đặt nói chuyện lớ lớ làm gì, cái đó là làm khó bản thân mình chứ làm khó ai đâu. Người ta đâu có nghĩ là ồ, nhỏ này sao đâu, phải không? Người ta đâu có nghĩ gì đâu, tự nhiên làm vậy làm chi. Đó là từ đó là Bi không thèm nói chuyện luôn. Bi nói trời ơi, gì mà kỳ. Với lại Bi thấy vậy nè, có rất là nhiều người ở bên đây á, giống như là gia đình họ đó, giống như là có con nhỏ đó, thì họ, mặc dù là họ là Việt Nam, họ nói chuyện với người lớn này nọ với nhau á thì tiếng Việt, nhưng mà khi mà họ nói chuyện với con họ bằng tiếng Anh á, Bi thấy là không nên. Theo bản thân Bi, nếu như mà Bi có con á, hoặc là Suri bây giờ á, thì lúc nào cũng phải nói tiếng Việt với nó ở nhà. Bởi vì bây giờ nó chưa có đi học thì mình cần phải dạy nó tiếng Việt nhiều hơn. Bởi vì một khi mà nó đã ra đi học rồi đó, là toàn là nói tiếng Anh không à. Đó, thì cái đó mình đâu cần phải dạy nó tiếng Anh ở nhà đâu. Khi mà nó ra ngoài, nó tiếp xúc với bạn bè, thầy cô thì đều là tiếng Anh, nên là nó tiếp thu rất là lẹ. Nên là mình không có cần phải nói tiếng Anh với nó ở nhà, mình phải dạy nó tiếng Việt. Bởi vì nếu như mà mình làm như vậy,
thì sau này lớn lên á, nó bị mất gốc, kiểu như là nó không biết nói tiếng Việt. Bi có một đứa bạn, nó là người Việt Nam nhưng mà nó không có nói tiếng Việt. Không biết là nó có nói tiếng Việt ở nhà hay không nhưng không biết, nhưng mà cái tiếng Việt của nó rất là tệ. Và khi mà về Việt Nam rồi á, nhiều khi đi tour, đi chơi này nọ nó không có hiểu, nên là nó không có vui, nó không có enjoy, nó không có hưởng thụ được cái cảm giác khi mà về Việt Nam chơi. Là mình, ví dụ mà mình hiểu biết thì mình đi mình cảm thấy thú vị đúng không? Còn cái này nó về nó nói à, người ta nói gì nó cũng không hiểu gì hết trơn. Mặc dù là nó đi chơi này nọ nhưng mà nó cũng cảm thấy không có vui. Đó thì Vi nghĩ là càng biết nhiều thứ tiếng thì càng tốt cho con của mình thôi. Như là Suri thì bây giờ thì ba mẹ Bi, rồi anh chị Bi, rồi Bi lúc nào cũng nói tiếng Việt với nó ở nhà, dạy nó từ từ. Mặc dù là nó không biết viết nhưng mà nó có thể nói được, nó có thể giúp được người khác, hoặc là lớn lên sau này nó có thể tận dụng những cái đó cho cái cuộc sống của nó, thì Bi nghĩ đó rất là tốt. Với lại mẹ Bi cũng không biết nói tiếng Anh nhiều á, nên là ở nhà mình đang nói tiếng Việt với ba mẹ mình. Nếu mà mình thương, mình tôn trọng họ thì ở nhà mình lúc nào mình cũng nói tiếng Việt. Nhưng mà Bi thấy là cũng có rất là nhiều cha mẹ rất là thích con nói tiếng Anh ở nhà, mặc dù là họ không hiểu nhưng mà họ rất là thích con của họ nói tiếng Anh được, hay quá, giỏi quá này nọ. Nhưng mà nhiều khi nó nói xấu họ bằng tiếng Anh họ cũng chả biết. Đó là lý do tại sao mà gia đình Bi lúc nào cũng nói chuyện với Suri bằng tiếng Việt, và lúc nào ở nhà Bi cũng nói tiếng Việt. Tại vì một tuần 5 ngày là mình đã ra ngoài, mình đi làm, mình nói tiếng Anh rồi. Về nhà mình cần có sự ấm cúng của gia đình, mình cần phải hiểu nhau hơn, thì mình nói tiếng Việt thôi. Và biết được càng nhiều tiếng thì mình có thể giúp được nhiều người nữa. Hôm nay thì Bi sẽ sử dụng son của Hey Mish. Cái này là waterproof lip tint, không biết là nó có giữ ở trên môi của mình lâu hay không, nên là Bi sẽ thử. Cái này thì Bi nhận từ Style Korean cũng lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì Bi mới xài. Cái màu hồng nhạt lắm, màu hồng rất là nhạt. Bi sẽ sử dụng thêm cái Perry Tint màu cam. Hôm bữa giờ Bi không có đánh bronzer nên là nhìn cái mặt có chỗ nó mập kinh. Tự nhiên bây giờ lạnh lại xài liên miên. Okay, bây giờ thì Bi chưa có sử dụng cái setting spray để mà set cái lớp makeup lại, thì Bi sẽ mở cái hộp này ra. Bởi vì hôm bữa Bi có mua thử cái chai setting spray của MAC, thì Bi sẽ mở ra và xịt thử coi nó xem sao nha. Chắc xong cái này là Bi sẽ sơn móng tay cho các bạn thấy, bởi vì cũng có một số bạn kêu Bi là làm sơn móng tay á. Đáng lẽ hôm qua, tối hôm qua là Bi làm, nhưng mà tối hôm qua buồn ngủ quá nên là hôm nay mới làm. Thì bữa Bi có mua cái chai MAC này nè, với lại Bi có mua cái hũ Origin. Cái này thì hôm bữa Bi đã dùng hết rồi. Đây là hộp thứ hai Bi mới vừa mua. Tại vì hôm bữa Bi vô tiệm á thì nó lại hết cái hũ này ở trong tiệm, nên là phải order online. Khi mà Bi thấy Sephora với lại Nordstrom thì Bi thấy Nordstrom cái giá của nó đang sale, nên là Bi mua ở Nordstrom. Với lại cái này, cái này cũng đang sale, không biết bây giờ còn hay không, nhưng mà Bi thấy nó rẻ hơn. Cái này hình như là ở trên Sephora với lại cái trang web chính của nó là 27 đô, thì ở bên Nordstrom hình như chỉ còn 23 hay 25 gì đó. Tại vì hình như nó sale 15%. Cái này cũng sale. Khi mà order thì nó cho Bi cái mascara của Lancome. Cái này thì dạng travel size thôi. Với lại cái này là cái gì? Cái này cũng là sample. Bây giờ thì Bi sẽ mở cái hộp mask ra cho các bạn xem. Thật ra Bi giống như là bị lỗi thời vậy đó. Người ta dùng cái này lâu cũng lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ thì Bi mới sử dụng. Cái này là Prep Plus, Prime Fix Plus. Plus. Thấy không? Wow, cái mùi nó rất là thơm.
sẵn mở hộp rồi thì Bi sẽ mở cái hộp này luôn của Hourglass. Nó send cho Bi hình như là cái này là khoai mỡ hay sao á, Bi cũng không biết nữa. Thích nhất là khi mà nhận đồ mà được nhận đồ mà đồ chùa nữa còn gì bằng. Cái này là primer của Hourglass Mineral Primer. Hồi nãy Bi vậy Bi mở ra Bi xài luôn thử coi sao, mai Bi xài thử. Cái này hình như là dạng full size luôn á. Không biết nó như thế nào, ngày mai Bi sẽ thử lên mặt coi nó như thế nào rồi cho các bạn biết nha. Bây giờ thì Bi sẽ sơ móng tay lại, bởi vì các bạn nhìn coi ghê chưa, khi mà Bi đi làm là móng tay nó nhìn gớp. Sẵn sơ móng tay thì Bi sẽ cho các bạn xem cái hộp sơ móng tay của Bi nó như thế nào nha. Đó, đây là hộp sơ móng tay. Sorry các bạn nha, nó không có được ngăn nắp, tại mỗi lần Bi xài á là nó tờ lư vậy nè. Bi bươi lên Bi kiếm màu á, các bạn thấy chai nhỏ xí dễ thương không? Cái này hôm bữa ở chỗ làm Bi người ta cho nguyên một hộp, nó có chung với lại cái chai chùi sơ móng tay nữa, với lại cái đồ dũa. Đồ dũa không biết ở đâu mất tiêu rồi. Cái này là hộp xoàn đó. Mấy cái này thì đa số là Bi mua trên mạng á, rẻ hơn rất là nhiều. Đó, rồi đây là mấy cái chai mà Bi có thể Bi chấm Bi nè, hoặc là sơn cũng được, nhưng mà đa số là Bi để Bi chấm Bi. Trời ơi, cái này Bi cũng mua lâu lắm rồi. Cái này hình như là Bi quay cho lần quay YouTube đầu tiên luôn á. Bi chia sẻ với các bạn cái này nè, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn xài được. Từ lúc mà Bi quay đến giờ Bi mới sử dụng có một hai lần. Đó. Để dán này. Cái này nó khác, cái này ngôi sao nó khác kiểu á. Này hình trái tim. Rồi có cái này nữa nè. Này dán lên. Nhưng mà khi mà Bi dán cái này á, nhìn nó không có được đẹp. Cái này để dán viền này. Đó. Thì Bi chỉ có như đây thôi. Hôm nay không biết sơn màu gì, chắc là sơn màu xanh đi. Màu xanh đâu. Hôm nay Bi sẽ sơn thử màu này với lại hai màu này tiếp không ta. Không biết nữa. Hôm nay Bi sẽ làm ba cái màu này. Bi đã chùi ra hết nước sơn rồi. Bây giờ thì Bi sẽ sơn. Có một số bạn hỏi Bi là cách mà giữ được cái móng tay dài á. Thật ra bản thân Bi còn không có giữ được. Nhưng mà để mà giữ cho nó dài á, mà nó không bị gãy á, thì Bi sơn thôi. Nếu như mà các bạn đi học mà các bạn không sơn được màu á, thì các bạn có thể sơn nước bóng lên thôi. Đó, hoặc là màu nó có những cái màu da người á, sơn lên nó không có thấy hết, nhưng mà nó có thể làm cho cái móng của các bạn nó dày hơn tí xíu, để mà nó không có bị dậy gãy á. Với lại Bi có một đứa bạn người Phi, tại vì nó lúc nào nó cũng cắn cánh tay á, nên là móng tay của nó lúc nào cũng chịu lũi á. Thì Bi mới nói là mày sớm tay đi, là móng tay của mày nó sẽ dài và mày sẽ không có cắn. Đó thì nó nghe theo, nó làm thì đó, thì móng tay của nó bây giờ cũng ra dài rồi, nó không có cắn. Tại vì nếu mà nó cắn thì nó ăn luôn cái nước sơn. Nên là nó đâu có muốn ăn nước sơn đâu. Thông thường khi mà Bi sơn á thì Bi lúc nào cũng sơn cái ngón này, ngón mà đeo nhẫn á, khác với lại những cái ngón bình thường. Tại vì làm như vậy thì nó sẽ nổi bật hơn cái bàn tay của mình, với lại nhìn nó không có bị nhàm chán á.
Thì Bi sẽ sơn cái này với lại cái này. Bi sẽ sơn cái này. Thông thường thì Bi sơn cái ngón đeo nhẫn bằng kim tuyến, đa số là nguyên một ngón kim tuyến luôn. Bây giờ thì Bi sẽ thử cái này coi như thế nào. Cái này thì nó cũng có nhũ nhưng mà để thử xem sao. Sơn dày thì nhìn nó không có đẹp. Bi có kim tuyến màu gold với màu đen. Thử cái này. Bi làm xong Bi sẽ chụp lại cho các bạn xem. Nhìn nó cũng ok. Bây giờ thì Bi sẽ dùng cái này. Bi sẽ chấm bông ở bên đây, cái ngón này. Bi sẽ cho màu này ở phía đuôi của mấy cái màu kia. Cái chai này nó làm cho cái nước sơn nó bị đứt á, nó bị tét kiểu như khi mà mình sơn lên một cái nước sơn nào đó thì đợi một chút xíu thì nó tự động nó giống như là nó bị chia cắt ra, nó bị tét ra này nọ đó. Còn đây là những cái nước sơn mà Bi sử dụng. Hồi sáng hôm nay thì Bi với anh Khoa ngủ vật vờ luôn. Tại vì tối hôm qua anh Khoa nhậu ở nhà. Xong rồi không biết tại sao hôm qua Bi cũng hơi mệt rồi. Cái con mắt nó lừ đừ. Nên là sáng hôm nay 9 giờ mấy Bi dậy. Xong rồi cái Bi đi vô nhà tắm rửa mặt đánh răng này nọ. Xong rồi đi ra cái trời ơi Bi cảm thấy đuối quá. Cho nên là Bi nằm tí xíu cái ngủ tới 11 giờ mấy dậy xong rồi cứ hắt xì liên miên rồi chảy mũi này nọ, xong rồi ngủ tiếp đến 1 giờ mới dậy. Xong rồi sau đó ăn cơm này nọ rồi mới khỏe lại được một chút, nhưng mà bây giờ thì cũng hơi bị nhức đầu. Tại vì trời nó cứ kiểu như là lạnh rồi nóng thất thường á, nên là cũng không biết đường nào mà mò luôn á. Nó làm cho mình khó chịu với mệt nữa. Hồi nãy sau khi nói thì Bi có sơn một lớp nước bóng lên á, thì bây giờ nhìn nó cũng bóng bẩy, nhìn nó cũng khá là ok. Chứ mới đầu nhìn trời ơi thấy nản luôn á, tại vì nó cũng hơi nhạt một tí xíu, nó không có kiểu cọ này nữa. Nhưng mà Bi đã up một cái tấm hình lên Instagram của Bi nữa. Nhưng mà các bạn muốn thấy rõ hơn thì các bạn vào đó các bạn xem nhé. Bây giờ thì Bi bớt hắt xì rồi nhưng mà vẫn còn cảm thấy như là nóng ở trong người á. Bây giờ Bi rất là muốn uống trà sữa boba muối biển của Edify. Nhưng mà Bi lại ghét đi một mình mua. Không biết tại sao. Đi ăn đi đâu Bi cũng không có thích đi một mình. Thà nhịn chứ không có muốn đi một mình. Đi tự đi mua đi ăn. Kỳ vậy đó. No.
bánh bèo. Cái này là mẹ Bi làm đó, ngon cực kỳ. Ở bên đây cái gì cũng phải tự làm. Ở ngoài mắt mà nhiều khi không có ngon á. Chưng gà nướng. Ôi, ngon không? Bóng lưỡng. Má à, má chị lấy gì vậy chứ hả, chết nó đó. Chị không giúp được tôi, chị đừng có đạp thêm vài cái. Chị đạp cái mùi nào, chị đang dạy em nhớ. Không sao không sao. Thế mọi người trong nhà em, anh hay đối với nhà cũng nhiệt tình, cho nên anh cảm động thôi. Đừng có gì cũng gì. Nè, mời cơm, mời cơm. Sự thật thì còn nhiều cơ hội, từ từ suy nghĩ, từ từ bàn bạc. Anh biết thật đi. Cảm ơn em. À, không. Là tất cả mọi người trong nhà đều vui vẻ. Khoan nấu đợi. Ăn nè. Cay á. Cay á. Ăn. 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 Cay lắm. Ăn. Mì tiệm. Về đi kìa. Con đang tiến lộ tại. You make my day.